Bye bye kìa, né 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 né. Mẹ ơi, con đói mẹ. Con cũng đói nữa mẹ. Đói thì từ từ đi. Thấy mẹ công việc tùm lum tùm la không mà cứ đói 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 hoài vậy. Đâu phải bữa nào cũng ăn cơm đúng giờ được, có bữa này bữa khác chứ. Em, con nó đói là do nó đói thiệt mà, sao la hai đứa nhỏ tội vậy. Với lại em bớt dọn dẹp đi, đi nấu đồ ăn đi. Dọn cái gì mà ngày nào cũng dọn. Ủa anh nói chuyện mắc cười quá à. Nếu như mà ba cha con á phụ em một tay á, bớt bày lại á thì em đâu có phải dọn dẹp vậy hả? Mỗi người một việc chứ. Em đã làm công việc rất là nhiều rồi mà mấy cha con còn bày nữa, cứ tạo công ăn chuyện làm cho em không vậy? Gia Minh, đi vô chổng lấy cho mẹ cái khăn. Gia Khang lại dẹp nguyên cái đống đó, dẹp hết cái đống đó cho mẹ. Tự bày thì tự dẹp, mau lên. Nhanh. Mẹ dữ quá à, nhà bạn Minh Nhiên đâu có thế đâu. Mẹ Minh Nhiên cũng đâu có câu có suốt ngày giống như mẹ mình đâu. Nè. Anh nhìn cái gì? Thì mấy đứa nhỏ nói tuy là nè nè hai đứa nè. Tuy có là sự thật, tụi con không được nói vậy nghe chưa? Cái gì? Cái gì sự thật hả? Ủa ý anh nói là hai đứa nhỏ nó nói đúng á hả? Anh nói sao nó rõ ràng ra coi. Cái gì sự thật hả? Thôi thôi bỏ qua, nhà đang vui vẻ bỏ qua hết. Ba mình là đàn ông mà mình phải mạnh mẽ lên ba. Con ủng hộ ba. Anh không nhịn em nữa. Em làm vợ hả? Mà không giấu vợ người ta. Vợ người ta hiền biết bao nhiêu. Người ta làm người ta cũng không bao giờ la hết á. Còn em làm, em cằn nhằn cha con anh hoài. Sao chơi với Minh Ngọc mà từ đó giờ mà không giống miếng nào của Minh Ngọc hết vậy? Bảo vệ ba, bảo vệ ba. Được rồi, vậy thì đổi nhà cho nhau đi. Em kêu Minh Ngọc qua đây dọn dẹp nhà cửa cho anh vừa lòng. Được không? Được. Đổi thì đổi. Cơm. Đây anh bưng cho, anh bưng cho. À, để em. Đây, anh ngồi xuống đi, đợi em bưng canh rồi đó rồi ăn thôi, cơm thôi, nha. Thôi ngồi đi anh lấy cho. Ê đây nóng lắm, anh bưng không có được đâu. Ngồi đây đi, đợi em, ngồi đó. Gì trời. Đây, hôm nay ăn canh bí nha. Đây, đây, bỏ đây, để em. Bỏ đây. Ngon không? Chén. Thôi ngồi đi, anh lấy chén cho. Để em, anh không biết đâu, để em. Lấy mất trời. Đây nè, lấy mất công rồi bể chén đũa của tôi nữa. Đây. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây, Chờ xíu nha, chờ con ra mình ăn cơm. Em sao vậy? Anh đụng vô cái gì em cũng không cho. Em nhìn Ngọc hơn vậy hả? Người ta cái gì người ta cũng hỏi ý kiến chồng người ta để cho chồng người ta phụ giúp. Còn em muốn làm em làm mình đi, anh không có đụng gì vô nữa, em muốn làm. Thôi được rồi, vợ nhà người ta tốt đẹp lắm. Thôi để em kêu Ngọc Hân qua làm việc nhà cho anh vui nha. Vậy cũng được, vậy đi. Cán cái gì, vợ không có cửa qua vợ tôi đâu. Nè nhưng mà nói trước nha, qua bên đó còn lén khoáng cái gì là không ổn với tôi đâu ha. Ê bớt giỡn nha. Trời, tôi dặn ông mới đúng á. Ông đừng tưởng tôi không biết chuyện ông với vợ tôi hồi trước kia nha. Không có chuyện tình cũ nha. Nhưng vậy giờ chơi cá đi. Bây giờ thí dụ mà ai thắng á, vợ người nào giỏi hơn á, thì người đó được đãi một chầu nhậu ở khách sạn sang nhất. Dám không? Ok, muốn cá thì cá. Ok. Ăn từ từ hai đứa. Đồ ăn đến rồi, đồ ăn đến rồi. Mình ăn thôi. Trời thơm dữ vậy. Khoan đã. Cô biết là Gia Khang với Gia Minh nó thích ăn cái món thịt kho tiêu này nên hôm nay cô làm thử. Hai đứa ăn coi có hợp khẩu vị không? Nè tụi con. Nè. Cô Minh Ngọc làm giúp bạn Minh Nhi sướng thiệt. Lâu lắm rồi, con mới được ăn đúng giờ. Ủa vậy hả? Thôi. Ăn đi, không có nói nữa. Rồi cảm ơn cô Ngọc chưa? Cảm ơn cô Ngọc. Ăn coi ngon không? Sao? Dạ ngon quá ha, ăn được không anh? Được. Ngon không? Dạ ngon. Dạ ngon. Nè, thịt nữa, thịt đi. Sao em đứng ngoài vậy? Mẫu ngồi xuống đây ăn với cha con cho vui. Không, ba cho con ăn đi. Em vô em dọn dẹp cái bếp mới đã, mới nấu xong vừa bộn lắm. Ăn đi, ăn đi. Dọn nhanh này lên ăn nha. Ăn đi, cứ ăn đi. Trời ơi. Nè tụi con, ăn đi. Đi lên, đây ba múc canh cho ăn nè.
trên đây nha, nó cao quá em lau không tới. À, để đó. Nếu mà lấy mấy cái đó xuống, lấy xuống. Để anh lau cho. Anh lau cho. Rồi để anh lau mấy chuyện này cho. Em còn muốn giúp gì mà nói đi, anh làm luôn cho. À với lại đồ của Minh Nhiên á, em không biết để đâu chứ, lát nữa anh vô anh kiếm chỗ anh để em nha. À với lại nè, cái bàn này Minh Nhiên chơi dơ quá à. Bây giờ một lát nữa anh dẹp dọn xong rồi có gì anh lau luôn cái bàn này nha. Em chạy xuống dưới bếp em lo nồi canh nha. Nha. Không được rồi. Dọn dẹp. Dạ. Dọn dẹp liền, nhanh lên. Phụ giúp tôi dọn dẹp nhanh lên. À em ơi, có gì cần cứ kêu nha, anh phụ cho nha. Mọi lên, đem đồ vô. Còn xuống lão chùa nhà cửa nữa kìa. Ba ơi, lâu rồi con mới thấy ba làm việc nhà đó nha. Cô này có kiếm chuyện nha. Tôi là tôi muốn làm mà, tại vì mẹ cô không cho nên tôi phải như vậy đó. Đi, gom đồ vô nhanh lên. Dạ. Kiểu này là ba thua một chầu nhậu với chú Huy rồi đó. Sao mất chầu nhậu vậy ba? Thì thua thì mất chầu nhậu, nói nhiều quá. Dọn dẹp nhanh lên. Dọn dẹp, bước thẳng nó cho hộp liền lên. Minh. Dương. Coi ba sẽ trả thù cho hai đứa. Ha. Thấy chưa? Hay không? Trời ơi con ăn dẹp gọn vô đừng có giục tùm lum con. Con ăn con bà gì vừa phải rồi chứ. Để cô dọn mệt cô. Trời đất ơi. Anh ơi. Em mới quét dưới đây rồi, đừng có bày ra đây nữa, đừng có lỉ xuống đây về một cái. Trời ơi, chóng mặt luôn á. Trời ơi, coi nè. Trời. Trời ơi, ba cho con. Lấy bà miếng sô-cô-la ơi. Đây nè. Ba cho con nghe tôi nói không vậy? Tôi dọn nãy giờ 8 lần rồi, nó không có sạch chỗ này nó làm sao? Ăn thì gom một chỗ ăn đi, đừng có dục ra nữa coi kìa. Anh lớn rồi sao kỳ vậy? Nói nghe vậy là được rồi đó. Đừng có bài nữa nghe không? Dọn lần vậy thôi đó. Lấy bà miếng sô-cô-la. Một lần rồi đó thôi nha. Ui mệt lắm rồi đó, nãy giờ dọn hoài dọn không xong à. Ăn coi ăn không? Ăn không? Không ăn bỏ. Trời ơi, anh sao vậy? Em mới vừa nói xong đúng mà anh. Hả? Trời ơi, thiệt tình cái nhà này á, em nói thiệt á, người ba đầu sáu tay làm không hết cái việc nhà này nữa. Anh suy nghĩ đi, chồng em kìa, qua coi chồng em kìa. Em làm cái gì cũng đợi phụ giúp em hết trơn á. Còn anh kìa, cái gì mà ba cho con ôm nhau chơi ăn uống không vậy đó hả? Em thông cảm đi, đó giờ cuộc sống gia đình anh vậy rồi. Vậy anh có bao giờ anh giúp Ngọc Hân chưa? Chưa. Trời ơi, làm chồng gì kỳ vậy? Thôi đừng có bài nữa, hai đứa đừng có bài nữa nè. Ăn uống gọn vô, để cô la kìa. Ăn uống gọn vô, con. Trời còn cái gì đâu mà con ăn. Quậy phá quá trời. Ăn bật cái đồ đó chị không biết. Quậy quá à. Nguyên. Trời ơi. Thôi. Hả? Cái gì vậy? Đừng đi đây. Anh làm cho em khỏi làm, em ngồi đi. Đi. Trời em ngồi làm chuyện bếp đi, mấy cái này anh làm cho thiệt. Mấy cái này để em làm cho, anh giúp em nhiều chuyện lắm rồi thì cái này để em làm chứ. Không phải, tại vì vậy nè, vợ anh nó sắp xếp mấy cái này rất là kỹ. Bây giờ chỉ cần lệch chút xíu về là cổ nhặt liền, anh cũng muốn vậy nữa. Để đi không sao đâu. Anh làm được. Đi, nói. Tình luôn á. Mấy cái này có cần thiết đâu phải kỹ từng ly từng tí vậy đâu. Anh kỹ mà Ngọc cũng kỹ nữa. Đâu cần thiết vậy. Biết rồi, biết là vậy, nhưng mà tại vì nó là cái tính rồi, không đổi được đâu, anh nói thiệt. Chỉ cần nó lệch chút mà không giống như suy nghĩ ban đầu là khó chịu liền luôn á, không sao đâu. Nhưng mà anh á, anh kỹ lưỡng vậy quá, khổ anh khổ người khác thôi chứ có gì đâu. Biết như vậy rồi, anh chỉ muốn phụ giúp vợ anh thôi. Thôi, không sao đâu, không có chuyện gì đâu. À, mà sau cái chuyện này á, em mới rút ra được một kinh nghiệm, một bài học.
Vợ chồng là phải biết chia sẻ công việc với nhau. Người này làm, người kia cũng phải làm. Chứ ở trong nhà mà chỉ có một người làm á thì sớm muộn gì cái người đó cũng đi nhập viện. Alo. Hả? Nhập viện á? Ok. Chuyện gì vậy? Ai nhập viện? Dạ anh bị tuột, Dạ anh bị tuột gì? Ai tuột ạ? À? Không, tuột đường, tôi bị ngoài đường luôn. Không. Thấy chưa? Tuột đường. Bây giờ sao? Tuột đường quyết đúng không? Đúng rồi. Thấy chị em nói rồi, bao nhiêu lần rồi. Làm á thì mình cũng phải làm vừa phải thôi. Người này làm người kia làm ôm hết nhiều người. Bởi vì tuột đường quyết là phải rồi. Từ, anh đang nói là bây giờ soạn đồ. Đúng rồi. Soạn đồ cuốn gói đi luôn. Vô bệnh viện. Đúng rồi. Bây giờ để em lên soạn đồ cho. Em đứng lên, tại vì đồ này cũng vợ chồng anh được để rất là kỹ lưỡng và chi tiết. Em chỉ cần thay đổi một xíu là bạn sẽ rất là khó chịu, hiểu không? Bây giờ mà còn kỹ lưỡng hả? Bây giờ anh có vô với Ngọc không? Đi. Ok. Trời đất ơi.